đứa này ăn ngon ngọt lắm. Ăn nhiều và cho nó đẹp da nhá. Mẹ khéo tay ghê, hôm nay mừng dưới ngọt ớt là ngọt. Mà mẹ ơi, là mẹ em lấy nước cho uống đi. Ừ, hai mẹ con mình cùng uống. Nó gọi là nước thơm đấy. Mẹ biết thừa là mình ra xuống rồi, mẹ có cho mình ăn kẹo này. Mẹ biết hôm nay mẹ có cho mình quả khác nhỉ? Cứng quá. Nhưng mà cắn ra rồi không ăn thì phí. Thôi ăn nốt vậy. Cám, cám ơi cám. Ngồi đây làm gì? Ngồi ăn kẹo nhưng mà kẹo này cứng quá mà ăn suốt đấy. Nhảy để ăn vì uống. Sao? Ngon không? Ngon nhưng mà cứng lắm mẹ ơi. Ôi giời ơi. Cứng thì cắn cắn từ từ từng ít một thôi. Không ngậm dần dần cho ta. Thì con chẳng phải cắn à? Không thì làm sao mà con ăn được? Trời ngại mẹ. Rồi mẹ biết rồi. Nên là hôm nay lấy một cái khác cho con này. Mềm hơn thì còn ngọt hơn nữa. Cái gì đây mẹ ơi? Đây này. Ôi giời ơi, tưởng gì có mỗi hai quả dứa mà mẹ làm như cái gì quý lắm ý. Ơ, cái công này. Hôm nay mẹ ra chợ kiếm được hai quả dứa vừa to vừa ngon lắm. Để chăm sóc cho con không nỡ được nào nói mẹ thế. Này, dứa hôm nay thơm lắm nhá. Dứa mãi mới được hàng ngon này. Dùng con gái lắm mẹ mới mua về biết không? Đấy mẹ. Thơm quá. À mà cám ơi, con tập bao lâu rồi nhỉ? Làm gì sáng giờ mẹ không thấy mặt đâu cả. Cũng chẳng biết nó không ngồi nhà nó chơi kiểu thái chị đấy nhỉ. Con thấy đang làm gì nhỉ? Tấm, Tấm ơi lên mẹ bảo. Sao mẹ gọi nghe nhỉ? Hay là nó không nghe thấy nhỉ? Tấm, Tấm đâu rồi? Mẹ lên đây tao bảo ông nào. Mẹ, mẹ gọi chị đấy làm gì? Thì gọi cho nó lên ăn dứa chứ làm gì. Hôm nay mẹ lại tốt bụng thế nhỉ? Con nghĩ mẹ xấu bụng thế á? Ôi trời ơi, con gái tôi đã cái gì thế? Mẹ ơi, đau quá mẹ. Ôi, mẹ gọi nó lên xa thế biển. Hát rồi biển. Tấm, sao mày mãi chưa lên đấy hả? Dạ, con đây à. Đấy, nó ở nhà mà gọi nó mãi không thưa. Bực cá mình. À, mẹ gọi con có việc gì ạ? Sáng giờ mày làm những cái gì rồi? Dạ. Mà tao gọi mày mãi mày không thử à? Dạ sáng nay con đi cắt cây khoai với cả con băm đâm cho lợn. Thế là con phải dọn chuồng lợn nữa tại vì bọn nó ị hôi quá. Ờ, đúng rồi. Quần áo nó còn sạch xa sạch kia kìa. Chỉnh lại đi. Nhái con lứa. Mà cọ chuồng lợn gì mà đi đôi giày đấy thế? Dạ con vừa mới thay không ạ? Giời ạ, buộc lại cái dây váy đi. Tha lụng thụa. Dạ vâng. Mà mày kiếm đâu tiền để mua đôi giày đấy hả? Dạ con để dành tiền thì con mua. Dành tiền á? Lấy tiền đâu mà dành? Dạ mọi ngày con đi mà cua bắt ốc xong rồi con bán. Con để dành tiền con mua. Mày giỏi nhờ. Mò cua bắt ốc về thì mày đem về nhà cho mẹ mày cám ăn. Nhà không có mà ăn, đem đi bán. Nhưng mọi ngày con vẫn mắc về. Mà mình mua đôi giày ý. Mua cái đôi nào màu đen ấy. Vì mình đôi vuông đôi màu trắng thấy. Tại vì con thấy mẹ đi giày trắng đẹp nên con không thích ạ. Mẹ mày ý, đi giày trắng thì được. Nhưng mày đi giày trắng thì chết bẩn ra. Lại còn phải cọ giày nữa. Dạ con tự giặt được ạ. Ờ, thôi kệ mày. Thế mày có muốn ăn dứa không? Dạ có ạ. Thế xuống bếp lấy cái dao lên đây. Chẳng nghĩ tao bốc. Mang cái đĩa ra nhá. Mẹ ạ. Thế làm xong hết việc chưa? Dạ con sao làm xong hết rồi ạ. Thế thì đi làm nốt đi. Xong rồi lên ăn mẹ phần cho. Đừng bánh vậy. Cám ơi, hai mẹ con mình bổ một quả nhá. Nha.
đứa này ăn ngon ngọt lắm. Ăn nhiều và cho nó đẹp da nhá. Mày khéo tay ghê, hôm nay mừng dưới ngọt ướt này ngọt. Này mẹ ơi, là mẹ ép lấy nước cho uống đi. Ừ, hai mẹ con mình cùng uống. Nó gọi là nước thơm đấy. Thế rồi ạ? Thế mày nhìn cái sân này này, bây giờ thấy thế nào? Thế con không biết đường cầm chổi lên mà quét. Đi mau. Xuống một bộ củi nhá. Nhà hết củi nấu rồi. Nhớ chưa?